Xin mời cầu hẹn sắp sửa bắt đầu. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 2020. Đây thật sự mới là một chỗ kè hẹn nha bạn. 33 đôi công phát trăng giữa sang miệt thứ. Anh ta vừa đi giải sầm sơn bãi biển của Hải Phòng vừa về. Phụ cho sang miệt thứ là Chí Thống và Bình Minh. Còn bên đây là Lâm anh Sang ơi. Chẳng bằng tên anh. Khuyết là vô tròn ra ngoài. Thôi cứ tròn méo đi, Trọng Chêm và Phong Libero sẽ là bộ ba đối đầu với nhau. Đây là kèo hẹn thật sự rất ấn tượng. Hiện tại bây giờ khán giả rất đông để xem những kèo hẹn như thế này các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe, an lành, may mắn cho cuộc sống nha. Các bạn nào có lấy clip của Đại Lâm đăng gì đó thì hãy alo Đại Lâm một tiếng nha. Giúp đỡ với nhau, sẵn sàng các bạn, không có gì đáng ngại nha. Hãy là người đàn ông đứng đáy với nhau nha. Các bạn lấy clip và các bạn dấu dấu ấp bở quá trời kỳ quá. Ok men, vô hàng. Các bạn nào thấy hay thì hãy share và le và share. Còn các bạn cũng biết rồi, những trận bóng hay phải có bình luận viên, trọng tài, khán giả thì mới hấp dẫn các bạn. Đôi lúc các bạn nói Đại Lâm sao nói nhiều quá, không muốn nghe, thì các bạn có muốn ủng hộ Đại Lâm thì tắt tiếng quá dễ cho các bạn. Ok men. Đây Đại Lâm nói đúng không? Giống như ngoại hạng Anh có Manchester, Man City, Liverpool, Arsenal. Đấy, tất cả các trận đấu Leicester City không có khán giả coi gì bạn. Và ở Đức có Dortmund, Bayern Munich, tầm lum tới la. Còn ở Tây Ban Nha có Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Đây các bạn thấy không? Không có khán giả, không có trọng tài, không có tào lao chả biết đâu, trận đấu sẽ mất hấp dẫn các bạn à. Các bạn nên hiểu điều đó nha. Tại vì tôi cũng là người tào lao nhất trên thế gian này mà. Ok men. Chúc các bạn xem một kèo hẹn này thật sự đặc biệt ấn tượng tại sân Hoàng Mai, xã Tân Hiệp, Long Thành đồng Nai, với sự trở lại trỗi dậy của cầu thủ trẻ Lâm Trấn Bàng. Bánh canh giò heo, bánh Trấn Bàng phơi sương, muối Tây Ninh. Gặp gỡ ông Trang Miệt Thứ, quê xẻo đô Tắc Cậu, còn gọi là Miệt Thứ, U Minh rừng Năm Căn. Đây. Rồi chúc các bạn chuẩn bị vô hàng nha. Chiến một trận rất tuyệt vời nha. Trận chiến sắp sửa bắt đầu. Không không. Đừng nói ba cái. Pha bóng quá tuyệt vời cho hai bên. Mặc dù bước một Phong Libero sâu nhưng Trọng Chim truyền bóng vẫn sâu, nhưng Lâm vẫn kết thúc 1-0. Đây là cuộc đối đầu giữa cầu thủ trẻ Lâm Trấn Bàng trỗi dậy và Sang Miệt Thứ khẳng định tên mình. Một đều. Sang Miệt Thứ vừa tự sát tại Đắk Lắk. 2-1 nghiêng về Lâm Trấn Bàng. Các bạn nên biết sân này là giao bóng được chân trong chân ngoài các bạn, cho nên các bạn đừng có khiếu nại về vụ này nha. Mỗi sân mỗi lượt chơi. Quá quy lực cho Lâm Trấn Bàng. Thật sự tuổi trẻ phong độ đang đi lên. Ba một.
mấy ngày gì dễ coi không không? Trận đấu quá hấp dẫn hả? Sung. Làm cho bàn. Lại tự sát tại Nam Lạc. 2-3. Hiện tại bây giờ là 14:45 các bạn. Thời tiết rất tuyệt vời, mát mẻ cho trận thi đấu. Trái thứ hai quả liên tiếp sang bên thứ tự sát. 4-2. Lên trận bàn thật sự quá nguy hiểm. Anh đây là chặt một đường gặp phê. 5-2. Quá tuyệt vời cho Sang Mỹ Thư. Con cú nã đại bác quá ghê. 3-5. Khánh Shipper đang ở đâu? Tất cả các cầu thủ đang chờ Khánh Shipper. 3-5. Sang Shipper, Sang Minh Thư vừa có một quả quy lực làm gãy bước một. 4-5. Lam vừa có một quả tạt tay trắng sang ra ngoài. 6-4. Quá đẹp. Pha phản công quá tuyệt vời. 35. Có một đường đi. Lấy đêm. 7-0. Đội sang bên thứ đang hội ý các bạn. Hiện tại bây giờ khán giả đang quá khích quá sung. Hiện tại bây giờ nhiệt độ quá mát mẻ cho trận thi đấu này. Gió hiu hiu. Biển không có động nha các bạn. Tàu bè an toàn cột đi. 7-0. Anh bình thường ngồi chơi đầy vô đông điện giận. Sang Mỹ Thư vừa có một quả quá nặng ký, quá nguy hiểm. 5-7. Theo như đại Lâm bình luận 100% như đến đúng cột. Hai đội này sẽ có một đội thắng, một đội thua, chưa biết đội nào. 5-7. Sáu bảy sang vừa chấm đụng nha. Sang Mỹ Thư vừa có một quả trắng quá tuyệt đẹp. 6-7. 16 mới tới các bạn. 16 mới kết thúc chương trình, đại truyền hình đã hết. Hiện tại bây giờ chưa biết bên nào thắng bên nào đâu nha. 6-7. Mất bành. Đội Sơn. Làm chẳng bàn. Tuổi trẻ tài cao, rất tự tin. Đây là kèo hẹn các bạn. Tám sao. Làm chẳng bàn. Vô có một quả phát bóng không qua lưới. 7-8. Đây là trận
đôi công phát trắng. Giữa làm cho bàn, tuổi trẻ nổi dậy và Sang Mỹ Thứ khẳng định tên mình bấy lâu nay đối đầu với nhau. Quá tuyệt vời. Trận đấu này theo ước tính kỷ lục khoảng 61.000 khán giả đang chứng kiến trận đấu này. 97. Chết luôn. Mất chấp anh. Sang Việt Thư vừa có một quả trên tay trắng bay ra ngoài. 89. Trên đều. Xe 14 giờ có một quả phát bóng quá uy lực. Xin chào các bạn, chúc các bạn vui khỏe, xem bóng chuyền bác mẹ nha. Nhớ like, kênh và share và like. Nhớ share và like kênh để làm vô được rồi nha. Và nhớ ủng hộ ông vua Lê Đoàn Vũ ở trên anh, bất bại không bao giờ biết chiến thắng. Kẹo hẹn, bất bại chưa bao giờ biết ăn. Ông vua Lê Đoàn Vũ ở trên anh, quá ghê. Kẹo hẹn chưa bao giờ biết ăn ai. Bất bại chưa bây giờ biết ăn ai. Chín đều. Nghe bất bại tưởng là ăn ha, bất bại không biết ăn. Thật sự là một tuổi trẻ quá máu lửa nhiệt huyết. Mời trên. Làm cho bàn vừa pha một quả bóng bay ra ngoài. Mời đều. Đúng là thật sự một trận kèo hẹn rất gây go, hấp dẫn. Từng quả banh ra các bạn. Quay cho bóng. Thật sự bóng qua hay. Đúng là libero phong. Vậy mà Mexico, thành phố cho mình lại bỏ libero của chúng tôi. Mexico đang ở đâu? Quản lý Mexico đang ở đâu? Câu lạc bộ Mexico đang ở đâu? Lại bỏ một libero quá tuyệt vời như phong libero. Mười một mười. Chết tôi. Đáng tiếc cho trọng chim. Chính anh ấy còn tiếc nối quả bóng vừa rồi. Mời một đều. Đây là trận đấu rất đáng được chờ đợi của ngày 10 tháng 7 2020. Đúng rồi. Phòng đâu cho mình đâu, phòng quá hay. Chết luôn. Mất bánh. Làm chân bàn. Tự tin. Uy lực. 12-11.
dài lắm, tay dài lắm. 12 đều quá kịch tính, quá hấp dẫn. Cho những trái cuối cùng đi các bạn. 12 đều. Sang biệt thư vô tự sát tại đắp lát, những quả cuối cùng rất nguy hiểm. 13-12 tiếng Campuchia gọi là đập bay đập bi. Tiếng Anh tôi trả lại cho nhà giáo hết rồi, thầy trường hết rồi. Quá đáng tiếc cho trọng kim. Pha bóng vừa rồi sang biệt thư không còn gì để thuận lợi, và trọng kim quá đáng tiếc, kỳ bóng vào lưới luôn. 13 đều. Mất tiếp anh. 14-13. Đây phải nói là một trận kèo hạng rất kịch tính. Hồi hộp từng trái banh nha các bạn. Hối cầm. Làm giờ phát bóng hồng. 14 đều. 16. Quá cần não các bạn ơi. Ai bị tê miếu đừng nên coi những trận bóng này. Quá hay chụp hồng. Mất chụp anh. Làm cho bạn quá tự tin. Cái đường y thật sự không mạnh lắm, không quy lực, nhưng đủ lấy điểm. 15-14. Đây Lâm là người quay YouTuber cho các bạn xem, nhưng Trần Lâm cũng thật sự quá hồi hộp nha các bạn. 15-14. Nhắc tài. Thật sự quá đáng tiếc cho Lam Trắng Vàng. Một pha bóng xem chết cho Sang Biệt Thư. 15 đều. Thật sự quá gây cân. Xét đấu này dù Sang Biệt Thư hay Lam Trắng Vàng, người nào thua người nào thắng cuộc, vẫn là một cái tên rất ấn tượng của ngày hôm nay cao hẹn. Một Lam Trắng Vàng trẻ đang trỗi dậy và một Sang Biệt Thư đang khẳng định mình. Ok các bạn, 15 đều, hồi hộp chờ quả cuối cùng nha các bạn. Chứ Bành nó thấy xong rồi chứ bộ Bình Minh tháng sáng xong rồi á, chứ còn nữa đâu. Tọt qua hên chứ may mắn cho chúng ta cho nó xong rồi chứ. Ra tâm lý rồi phút cuối lắm thiệt. Mất bên. Trời sáng kìa. Ôi ơi. Không tin được. Không tin được. Không tin được còn phá bóng vừa rồi. Không tin được, không tin được. Không tin được các bạn ơi. Đã thở một pha bóng. Sang Biệt Thư thắng trận. Quá may mắn, không tin được các bạn ơi. Không tin được các bạn ơi. Một tấm ảnh thật sự
qua may mắn. Thật sự, thật sự qua may mắn cho xe Việt Trưng. Hai qua ban công, nhưng cuối cùng lên trên bàn, giật cho banh chiều lưng. Thật sự, xe Việt Trưng là người thắng cuộc. Thật sự, qua hấp trận, cho em nào thắng cuộc cũng được. Nhưng một trận banh qua để lại nhiều điều để nói, ấn tượng. Thật sự một chết banh quá cực kỳ hấp dẫn. Từng ba bóng cuối cùng may mắn và may mắn thuộc về kẻ chiến thắng. Thật sự hai bên tâm lý tê mu đi hết rồi, mà làm cho bạn cuối cùng giật cho bóng người lưới qua đây tới các bạn. Thật sự một kèo hẹn quá hấp dẫn cho fan hâm mộ chứng kiến một cái kèo như thế này. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe nha. Nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn đã nhìn nha. Ok man. Tỷ số 16-15. Thật quá may mắn. Là rồi sang mất lợi thế. Sang may mắn làm cho bàn không tận dụng được cơ hội, và cuối cùng bóng bay vào lưới, chạm giữa dân giật lại thua. Chúc mừng xe Việt Trưng có chiến thắng kèo hẹn. Ok men. Lần đầu tiên kèo hẹn xe Việt Trưng mới biết thân trận các bạn à. Anh ấy nở nụ cười rất to, chúc mừng anh ấy. Đây là cộng tác viên của Đại Lâm Thọ Mắc Kinh thường ngày quay cho Đại Lâm các bạn. Kèo hẹn quá hấp dẫn các bạn, 15 đều trái cuối cùng phản công ăn luôn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Chúc các bạn những trận đấu set tiếp theo sẽ có những cái kèo hấp dẫn nha các bạn. Ông Hoàng dự đoán, anh Tùng mà sáng giờ anh dự đoán không.